Chiến thắng Running Man, Lan Ngọc bất ngờ đạt 1 triệu lượt follow trên mạng xã hội. Sau khi có một cái kết thật đẹp ở chạy đi chơi chi, thì mới đây nhất, nàng cám Lan Ngọc còn nhận được thêm tin vui về lượt theo dõi trên fanpage. Cụ thể, còn một thời gian hoạt động thì trang cô tương tác với khán giả đã nhận hẳn 1 triệu lượt follow. Đây là con số không phải nghệ sĩ trẻ nào cũng có thể thực hiện được. Ngoài ra, Instagram chính chủ của người đẹp cũng đã có hơn 1 triệu lượt theo dõi. Những con số này khiến mọi người phải suýt xoa và trầm trồ. Ninh Dương Lan Ngọc đạt được hàng triệu lượt follow như thế này cũng là điều không mấy khó hiểu. Bởi lẽ cô hoạt động cực nỗ lực trong suốt thời gian qua. Dù đang mắc bệnh dạ dày khá nặng, nhưng khi bước vào trường quay, cô vẫn làm việc hết công sức. Đây chính là thành quả mà nữ diễn viên xứng đáng có được. Các nghệ sĩ khá quan trọng về những con số này, bởi lẽ nó phần nào chứng minh được sự yêu thương, ủng hộ và quan tâm của khán giả đối với những hoạt động của người nổi tiếng. Đồng thời, những trang mạng xã hội có lượt tương tác cao cũng đem lại khá nhiều quyền lợi về tài chính cho nghệ sĩ, như quảng cáo, livestream sản phẩm, tạo niềm tin và độ hot với các nhãn hàng.